Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi bản tin trên Little Saigon News. Hãy bấm thông báo và theo dõi để cập nhật bản tin mới nhất từ chúng tôi. Bản tin của chúng ta hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Bộ Tư pháp Mỹ chính thức khởi động cuộc điều tra hình sự đối với Hunter Biden. Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng công ty của Hunter Biden để xâm nhập vào chính phủ Mỹ. Rapper Liu Wen ủng hộ kế hoạch bạch kim của Tổng thống Trump thủ lĩnh người da đen Kanye West minh an cho Tổng thống Trump, nạn phá thai là nạn diệt chủng đã giết chết người da đen nhiều hơn so với Covid-19. Và sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Tư pháp Mỹ chính thức khởi động cuộc điều tra hình sự đối với hình thờ Biden. Kính thưa quý vị, ngày 29 tháng 10, một quan chức Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xác nhận với tập đoàn truyền thông Sinclair rằng Cục điều tra liên bang FBI đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với Hunter Biden và các cộng sự của anh ta vào năm 2019 vì nghi ngờ có liên quan đến hành vi rửa tiền. Bộ Tư pháp cho biết cuộc điều tra đang được nhanh chóng tiến hành. Gần đây, Tony Bobulinski, đối tác kinh doanh cũ của Hunter, đã công bố rất nhiều tài liệu liên quan đến giao dịch giữa gia đình Biden và công ty năng lượng Trung Quốc Huoxin. Cuối cùng, các quan chức từ Bộ Tư pháp đã đưa ra tiến trình điều tra mới nhất. Mặc dù cha của Hunter là cựu phó tổng thống Joe Biden đã phủ nhận từng tham gia vào cuộc thảo luận về các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của con trai ông, nhưng bằng chứng do Bob Pulisky cung cấp cho thấy ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ đã nói dối về vấn đề này. Ngoài ra, Pulinski cũng nói với truyền thông Sinclair rằng anh ta đã tiếp nhận cuộc phỏng vấn của các nhân viên FBI trong 5 giờ đồng hồ vào ngày 23 tháng 10 và được liệt vào danh sách nhân chứng quan trọng của vụ án. Bobulinski nói rằng cuộc phỏng vấn này đã cho anh ta một sự hiểu biết sâu sắc về tất cả sự thật trong toàn bộ khoảng thời gian giữa anh ta và gia đình Biden. Tờ New York Post trong bài đưa tin đầu tiên vào tháng 10 cho biết họ đã lấy được nhiều thông tin và tệp cá nhân trong ổ cứng máy tính sách tay của Hunter. Sau đó, Fox News tiết lộ rằng máy tính sách tay của Hunter đã bị FBI tịch thu vì có liên quan đến một cuộc điều tra rửa tiền tập đoàn truyền thông sinclair cũng đã dự báo trước rằng bản thân hunter biden là đối tượng của một cuộc điều tra tội phạm đang diễn ra cho đến nay nhóm vận động tranh cử của joe biden không phủ nhận tính xác thực của bất kỳ tài liệu nào được new york post hoặc bobolinski tiết lộ tuy nhiên họ vẫn luôn tuyên bố rằng joe biden chưa bao giờ cân nhắc việc tham gia các hoạt động kinh doanh của người nhà cũng như chưa từng tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ở nước ngoài đảng cộng sản trung quốc lợi dụng công ty của hunter biden để xâm nhập mỹ kính thưa quý vị trong khi joe biden đang thu về lợi nhuận bất chính từ các hợp đồng kinh doanh lằn nhằn của hunter biden với các chính phủ nước ngoài thì một công ty trung quốc có quan hệ mật thiết với đảng cộng sản trung quốc đang định vị một cách chiến lược đội ngũ của họ nhằm lợi dụng công ty của hunter biden để nắm quyền kiểm soát các khu vực bất động sản lớn của hoa kỳ vào năm 2015, công ty Gemini Investment đã tuyên bố sở hữu một lượng lớn cổ phần trong Rosemont Realty, công ty chi nhánh của Rosemont Seneca, một công ty do Hunter Biden lập ra. Người Trung Quốc đã sử dụng phần lớn cổ phần của họ để đầu tư vào Hoa Kỳ. Họ chấp nhận chi tới 3 tỷ đô la cho việc mua lại bất động sản văn phòng thương mại tại Mỹ. Điều này đem lại cho Trung Quốc quyền kiểm soát hơn 743.000 m2 bất động sản Mỹ tại 13 bang. Điều đó có nghĩa là công ty của Hunter Biden từ lâu đã trở thành cánh cửa rộng mở cho người Trung Quốc tận dụng cơ hội xâm nhập vào Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng gia đình nhà Biden để nắm quyền kiểm soát tại Mỹ. Các khoản đầu tư của Gemini không đơn thuần thuộc sở hữu của những người giàu Trung Quốc, mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh. Nó còn là công ty con của tập đoàn Sino Oceans, một doanh nghiệp do nhà nước quản lý, gồm các đảng viên cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong ban lãnh đạo. Đảng Cộng sản Trung Quốc nhìn ra được cách giành được tầm ảnh hưởng, tài sản và quyền lực ở Mỹ, và để bắt đầu điều đó, họ đã lợi dụng gia đình nhà Biden. Thông qua các công ty có liên quan với gia đình Biden, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn tìm cách kiểm soát bất động sản Mỹ. Chẳng hạn, Li Min không phải là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đứng đầu của tập đoàn Sino Oceans, mà ông ta còn mới được bầu làm thành viên của Ủy ban Toàn quốc lần thứ 13 của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc đáng chú ý hơn, tập đoàn Shino Oceans là một chi nhánh của công ty hàng hải biển COSCO có trụ sở tại Thượng Hải. Một lực lượng đặc nhiệm trong Hạ viện Hoa Kỳ đã khẳng định công ty này là phần bị che đậy mỏng manh của quân đội Trung Quốc. Trang web của COSCO thậm chí còn cho hay 11 trong số 13 giám đốc điều hành của họ là các sĩ quan cấp cao có quan hệ mật thiết với đảng Cộng sản Trung Quốc. Thâu tóm tài sản nhằm lật đổ an ninh Mỹ tập đoàn Sino Ocean đang lợi dụng gia đình nhà Biden để đạt mục đích đen tối, từ đó giúp họ có được các căn cứ quân sự và cơ sở khủng bố trong tương lai tại quốc gia này. Nhiều chuyên gia và các học giả đặt ra câu hỏi rằng liệu có phải Trung Quốc đang ranh mãnh chuẩn bị cho một cuộc tiếp quản quân sự Mỹ thông qua mưu kế thâu tóm bất động sản tại khu vực Trăng. Sự xâm nhập của quân đội Trung Quốc đã giúp quốc gia này định hình và thực hiện hàng loạt các thỏa thuận bất động sản, Họ đã mua lại 56 tòa nhà và có đất sở hữu tại 13 bang của Mỹ. Ủy ban đánh giá an ninh và kinh tế Mỹ Trung khẳng định những giao dịch này mang tính chất kích động, cảnh báo rằng những vụ giao dịch đó có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Mỹ. Năm 2019, Ủy ban đánh giá an ninh và kinh tế Mỹ Trung một lần nữa đưa ra đánh giá về mối nguy. Những nỗ lực này thường được thực hiện dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc một phần trong nỗ lực to lớn hơn của chính quyền bắc kinh nhằm phát triển thị trường nội địa và trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc đa dạng các loại hình công nghệ những nỗ lực mua lại này thường nhắm vào các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo công nghệ sinh học và thực tế ảo đây là những loại hình công nghệ tuy vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu nhưng có thể áp dụng để phục vụ cho cả lĩnh vực quân sự lẫn dân sự trong tương lai khi các giao dịch kinh doanh tham nhũng của gia đình nhà Biden cùng các cá nhân và tập đoàn nước ngoài có liên quan dần lộ diện, thì người dân Mỹ mới bắt đầu nhận ra chiến lược của đảng Cộng sản Trung Quốc. Gia đình nhà Biden không chỉ trở nên giàu có với nhiều thỏa thuận cùng các công ty Trung Quốc, mà còn ngày càng khiến an ninh quốc gia Mỹ rơi vào nguy hiểm. Chuyển qua một phần tin tức khác, rapper Lil Wayne ủng hộ kế hoạch bạch kim của Tổng thống Trump. Rapper Lil Wayne, một trong những tên tuổi lớn trong làng rapper của cộng đồng người da đen, cho biết anh đã có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời với Tổng thống Donald Trump và hoàn toàn ủng hộ kế hoạch bạch kim của lãnh đạo Nhà Trắng. Vào hôm 29 tháng 10, rapper 38 tuổi, tên thật là Dwayne Michael Carter Jr. đã twist một bức ảnh của anh khi đang đứng cạnh Tổng thống Trump. Vừa có một cuộc gặp tuyệt vời với real Donald Trump, Potus, ngoài những gì ông ta đã làm được cho đến nay là cải cách tội phạm, Kế hoạch Bạch Kim sẽ mang lại cho cộng đồng quyền sở hữu thực sự. Ông đã lắng nghe những gì chúng tôi nói ngày hôm nay và đảm bảo rằng ông sẽ có thể hoàn thành nó, Wen cho biết. Kế hoạch Bạch Kim theo đề xuất của Tổng thống Trump bao gồm tạo ra 3 triệu việc làm trong cộng đồng người da đen trong 4 năm tới, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn lên gần 500 tỷ USD và tăng cường các chính sách nhập cư của Trump để bảo vệ việc làm cho người Mỹ, theo trang web của ông. Một nghệ sĩ khác là iCube cũng đang làm việc với Trump về kế hoạch bạch kim dành cho người Mỹ da đen. Anh nói với chương trình Fox News Sunday rằng anh không chơi trò chính trị với điều này. Tôi đã sẵn sàng gặp gỡ với bất kỳ ai có thể mang nó đến với cuộc sống và biến nó thành hiện thực, anh nói với người dẫn chương trình Chris Wallace. iCube, người được tuyên bố là Power Player of the Week, đã kêu gọi hệ thống này trong hơn 3 thập kỷ bằng kế hoạch âm nhạc của mình và dạo gần đây anh đã chuyển sang các hoạt động chính trị. Vào mùa hè, anh đã công bố ký hợp đồng với Black America kêu gọi cải cách để thu hẹp khoảng cách cơ hội trong nước. Sự thật là tôi đã công bố kế hoạch Contrast with Black America, gọi tắt là CWBA. Cả lưỡng đảng đều đã liên hệ với tôi và Dân Chủ cho biết chúng tôi sẽ giải quyết CWBA sau cuộc bầu cử. Chiến dịch Trump đã thực hiện một số điều chỉnh đối với kế hoạch của họ sau khi họ nói chuyện với chúng tôi về CWBA. Họ đã lắng nghe, lắng nghe những gì tôi đã nói, đưa ra kế hoạch của họ và trình bày nó trước công chúng vào tháng 9. Tôi hoàn toàn tin tưởng, IQ cho biết hồi tháng trước. Wallace lưu ý rằng con rể và cố vấn hàng đầu của Tổng thống Trump, Jared Kushner, đã gặp IQ trong 3 giờ đồng hồ. Trong bản kế hoạch Contract with Black America, IQ đã yêu cầu các chính trị gia cải cách ngân hàng, cảnh sát và nhà tù, xóa bỏ tất cả các bức tượng của Liên minh miền Nam, tài trợ liên bang cho trái phiếu trẻ em bắt đầu từ 1.000 USD khi mới sinh, trong số các cải cách khác để hỗ trợ cộng đồng người da đen để có được sự ủng hộ từ phía bầu của người da đen. Thủ lĩnh người da đen, rapper Kanye West, minh oan cho Tổng thống Trump, nạo phá thai là nạn diệt chủng đã giết chết người da đen nhiều hơn so với Covid-19. Trong khi cả nước Mỹ bị cuốn vào vụ việc, một người đàn ông da đen thiệt mạng trong lúc bị cảnh sát bắt giữ vào mùa hè này và số người thiệt mạng do Covid-19, rapper Kanye West lại gây chú ý với một thủ phạm giết chết người da đen lớn hơn nhiều là phá thai, phát biểu trên The Joe Rogan Experience hôm 26 tháng 10, Kanye West tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều người về số lượng trẻ sơ sinh da đen bị giết mỗi năm đáng lo ngại bằng cách so sánh nó với đại dịch virus corona hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn, anh đề cập đến những bình luận mà anh đã nói về con gái mình tại một cuộc biểu tình ở Nam Carolina vào tháng 7. Anh đã khóc trên sân khấu và nói với thế giới rằng anh và vợ đã từng cân nhắc đến việc phá bỏ đứa bé. Anh nói rằng anh cảm thấy mình quá bận rộn để làm cha. Kanye West cho biết anh đã không cầm được nước mắt khi nghĩ đến việc mình không có được gia đình trọn vẹn như ngày hôm nay. Anh nói, ý tưởng phá thai chỉ khiến tôi đau đớn trong lòng rằng tôi là một phần của nền văn hóa cổ vũ cho điều này. Anh nói thêm rằng, nam giới từ 31 đến 37 tuổi thuộc nhóm những người ủng hộ phá thai lớn nhất. West nói, tôi đã từng trong độ tuổi đó, tôi cảm thấy mình quá bận rộn, bố tôi cảm thấy ông ấy quá bận rộn đối với tôi, chúng tôi có một nền văn hóa về điều đó. Trong nền văn hóa của chúng tôi, chúng tôi nghiện ngập, chấn thương tinh thần và muốn giết chết con cái của mình. West người cũng đã bước ra tranh cử tổng thống, nói rằng anh muốn thay đổi cách mọi người nhìn nhận các trẻ trẻ mồ côi và việc chăm sóc nuôi dưỡng con cái. Anh cũng chỉ ra rằng nhiều trẻ em da đen đã bị giết vì phá thai kể từ tháng 2 so với những trẻ đã chết vì Covid-19. Với 1.000 trẻ em da đen bị phá thai mỗi ngày, anh lo lắng khi phải nói rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ diệt chủng. Đó là chủ đề mà anh đã thảo luận thường xuyên trong những tháng gần đây và anh đã khá bối rối về chủ đề đó. Trong một dòng tweet, anh nói về những người đã chỉ trích anh đã khóc khi nghĩ đến việc phá bỏ đứa con đầu lòng của mình. Tôi lo lắng cho thế giới khi cảm thấy các bạn không lo lắng về chủ đề này. Trong một cuộc phỏng vấn với Nick Cannon, anh nói rằng mọi người chỉ trích anh vì bài phát biểu đẫm nước mắt khi cho rằng thế giới đang có bệnh và khi Cannon thảo luận về khối tài sản khổng lồ của West, anh nói rằng sự giàu có chẳng có nghĩa lý gì so với việc vẫn đủ nhạy cảm để khóc trước ý định phá thai bỏ đi con gái anh nói thêm rằng nhiều người đã nói với anh rằng họ đã quyết định sinh con thay vì phá thai vì bài phát biểu của anh và nhiều người chưa bao giờ thấy ai đó ở vị trí của anh có lập trường và lên tiếng ủng hộ sự sống nhiều như vậy thống kê xác thực phá thai giết chết nhiều mạng người da đen hơn bất kỳ nguyên nhân nào khác vào ngày 31 tháng 7, West đã đăng một bài tweet cho biết đã có hơn 22,5 triệu trẻ sơ sinh da đen bị phá thai trong 50 năm qua. Anh cũng thu hút sự chú ý bằng thực tế rằng kế hoạch hóa gia đình ban đầu được thành lập và đặt ở các cộng đồng, khu dân cư thiểu số với mục đích rõ ràng là giết chết người da đen dưới quyền người sáng lập, nhà phân biệt chủng tộc và ưu sinh Margaret Sanger. Trẻ sơ sinh da đen bị giết do phá thai không tương xứng so với tỷ lệ của chúng trong dân số. Khi trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh công bố báo cáo gần đây nhất về xu hướng phá thai vào tháng 11 tính tới năm 2016, phụ nữ da đen không thuộc gốc Tây Ban Nha chiếm 38% số ca nạo phá thai, nhiều hơn bất kỳ nhóm nào khác. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu trước đây của Planner Parenthood, viện Gushmaker, báo cáo rằng phụ nữ da đen có tỷ lệ phá thai cao gần gấp 3 lần phụ nữ da trắng. West đã nói đúng, phá thai đang giết nhiều người da đen hơn các bệnh như COVID-19. Trên thực tế, phá thai giết chết nhiều người da đen hơn cả ung thư, tai nạn, bệnh tim, giết người, HIV và tiểu đường cộng lại. Năm 2011, 360.000 trẻ sơ sinh da đen đã bị phá thai, nhiều hơn 287.072 người da đen chết vì tất cả các nguyên nhân khác trong năm đó. Nếu Kanye West có thể nói với một tỷ lệ nhỏ trong số 29 triệu người đang theo dõi anh về sự tàn bạo của việc phá thai và kế hoạch hóa gia đình, thì điều đó có thể tạo ra sự khác biệt thực sự. Và đến đây chúng tôi xin kết thúc bản tin. Kính chúc quý vị và gia đình luôn bình an và mạnh khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!